Chào các bạn nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục xuất một bộ máy mini, máy CNC mini này, 500 x 500 nhé. Hành trình bên trong là 34 x 35 cm nhé. Đấy, một mẫu máy máy CNC mini bán rất là chạy nhé, 500W. Đấy thì tổng thể máy của nó là như thế này. Đấy, toàn bộ máy đây nhá. Toàn bộ máy ở đây là bộ điều khiển, hộp điều khiển này. Đấy, toàn bộ hộp điều khiển với nguồn với driver này. Thì là đây là giò dao này, giò dao với lại công tắc e-stop nhá. Dừng khẩn cấp ấy. Đây là dừng khẩn cấp này, đây là đầu giò dao này. Còn đây là bốn con dao khuyến mãi đi theo máy nhá. Thì là nó có một con này để khoan lỗ bé này, thì cái lưỡi của nó có 1 mm nhé, khoan lỗ bé này. Còn này khoan lỗ to, cắt dao cắt với dao khoan lỗ to, ba đường kính phi 3 mm nhé, 3.175 mm nhé. Đây dao cắt 2 me này. Đấy, tiếp đến là một cái dao, dao này là vừa phay tinh nhá, vừa khắc gỗ này. Đấy, dao phay tinh mới khắc gỗ này. Con này mũi là 0.2 mm nhé. Và tiếp một con dao 4 nữa. Dao 4 cũng là dao phay tinh này, khắc gỗ này. Phay tinh khắc gỗ nhé. Đấy, đường dao 4 mm và mũi của nó là 0.4. Đấy, thì đi theo phụ kiện, đi theo máy của nó bao gồm tất cả như này. Đấy. Đây nha, mình test thử máy luôn này. Đây mình điều khiển trục X trục Y nhá. Đây điều khiển trục X này. Đấy, máy chạy rất là êm và nhẹ nhá. Đấy, máy chạy cực kỳ êm luôn. Đây mình thử trục X này. Đấy. Trục Y nhá. Đấy, mình đang chạy tốc độ cỡ khoảng tầm 3.500 đến 4.000 mm trên min. Đấy, trục Y này. Đấy. Tiếp trục Z nhé. Trục Z thì các bạn để ý cái bàn phím, trên bàn phím của bạn ấy có chữ P, PGDN và PGUP ấy. Đây mình điều khiển trục Z này. Đấy, lên này, xuống này. Đấy, lên này, xuống này. Đấy. Sau khi mình thử hết các trục nhá, mình thử hết các trục xong rồi thì mình sẽ test một cái cốt nhá. Đây mình sẽ test một cái cốt. Mình sẽ mở một cái cốt ra để mình test thử này. Đây thì mình đảo lại cái trục. Có trục Z này mình sẽ đảo lại cho đúng chiều. Đấy, đảo chiều thì các bạn vào trong đấy đảo nhá. Đấy, ví dụ như mình để máy đây, mình lấy gốc 0,0 đây này. Thì các bạn bấm Rero về 0 nhá, XYZ Rero về 0 này. Đấy, sau đấy các bạn bấm vào loát G-code này. Bạn bấm vào loát G-code thôi và các bạn mở một cái tẹp ra đây. Mình đang có một cái tẹp 300 x 300 đây, mình đang thử đây. Đấy, các bạn bấm Start này thôi. Đấy là máy nó sẽ chạy nhá. Spinner sẽ tự động bật này. Đấy, còn bình thường thì các bạn tắt bật Spinner ở đây nhá. Tắt bật Spinner, các bạn tắt bật ở đây này. Bạn bấm Stop này. Đấy thì nó đang chạy thì nó sẽ không cho và các bạn phải dừng lại. Đây ví dụ như máy đang chạy này nhá. Máy đang chạy này, bây giờ mình stop, mình tạm dừng lại này. Tạm dừng lại mình sẽ tắt spinner, tắt đây này. Đấy. Các bạn tắt spinner ở đây nhá. Đấy, và các bạn bật spinner ở đây này. Đấy. Và bấm start lại, tiếp tục chạy này. Đấy. Là máy nó sẽ tiếp tục test như này. Đấy, máy đang chạy test nhá. Mình đang cho nó chạy test phay thô ấy. Đấy thì toàn bộ máy nó như thế này thôi. Cách điều khiển với cách lắp ráp các thứ có video hướng dẫn hết rồi. Đấy. Và cách điều khiển thì bên mình cũng sẽ hỗ trợ cài đặt phần mềm. Và bên mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách vận hành máy. Đấy, một cái máy CNC mini như thế này nhá.
500 x 500 và hành trình là 34 x 35 cm. Đấy, bao gồm nguồn với phụ kiện các thứ đầy đủ luôn.